Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ukraine quyết xóa sổ đơn vị 155 của Nga. Được trao đổi tù binh đầu tiên sau khi Ukraine xâm nhập Kursk. Ba Lan tuyên bố không phận bị vật thể bay xâm phạm. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không ngừng hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Nhật Bản điều phi cơ phản lực chặn chiến đấu cơ Trung Quốc. Iran ca ngợi cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel. Canada áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc Luật Taliban cấm phụ nữ phát biểu trước công chúng Tất cả đều có trong bản tin trưa này Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ Tư ngày 14 tháng 8 Ngay sau đây là bản tin của chúng tôi Kính mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, theo một giám đốc cấp cao của công ty năng lượng nhà nước như Forbes Ukraine đưa tin, vào buổi sáng hôm qua, lực lượng Nga đã cố gắng phá hủy nhà máy thủy điện kỹ bằng nhiều loại hỏa tiễn và UAV cảm tử. Mặc dù cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại và hư hại, nhưng không có mối đe dọa nào về việc vỡ đập hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy. Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, đã xác nhận vụ tấn công vào nhà máy thủy điện này. Cuộc tấn công hôm qua của Nga với tần suất đặc biệt nghiêm trọng nhưng lại không đạt hiệu quả như mong muốn. Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng tổng cộng 236 hỏa tiễn và UAV cảm tử. Tuy nhiên, Ukraine đã bắn hạ tổng cộng tới 201 hỏa tiễn và UAV. Cụ thể, Ukraine bắn hạ 1 trên 3 hỏa tiễn đạn đạo Kinzo KH-47M2, bắn hạ 1 trên 6 hỏa tiễn đạn đạo Iskander MKN-23, bắn hạ một hỏa tiễn hành trình KH-22 bắn hạ 99 hỏa tiễn hành trình Kh-101 trong tổng số 115 quả phóng ra, bắn hạ 59 hỏa tiễn Kalibr trong tổng số 69 quả bắn ra. Ngoài ra, Ukraine cũng hạ 99 UAV loại Shahid 99 trong tổng số 109 chiếc. Thông tin này phù hợp với thiệt hại được ghi nhận ở Ukraine và những lời chán chường từ các blogger quân sự nga khi cho rằng cuộc tấn công không mang lại nhiều kết quả, dù đó là cuộc tấn công lớn nhất từ đầu cuộc chiến đến nay. Do đó, trong ngày hôm qua, Nga cho biết sẽ tiếp tục một cuộc tấn công mới, hy vọng lượng hỏa tiễn phòng không của Ukraine đã cạn và người Ukraine đã kiệt sức sau cuộc tấn công hôm qua. Ngay trong sáng nay, hàng chục hỏa tiễn và UAV Nga tiếp tục trên đường bay đến các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine. Hiện trang Forbes đã thống kê cho biết, chi phí kỷ lục mà Liên bang Nga đã chi trả cho trận tấn công vào Ukraine vào ngày hôm qua đã lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, những thành công mà cuộc tấn công kỳ vọng mang tới đã không xảy ra như toàn tính của Bộ Chỉ huy Nga. Trong những cuộc không kích, người dân Ukraine phải trú ẩn dưới hệ thống tàu điện ngầm Kyiv. Tuy nhiên, suốt trong lúc bom đạn vang lên, những người dân đã đồng lòng hát bài hát Sao bạn có thể không yêu chúng tôi? Kyiv là của tôi cho đến năm thứ ba dưới bom đạn người ukraine vẫn là chính họ và nêu bật tấm gương về lòng dũng cảm cũng như sự đoàn kết dân tộc trong gian khó vẫn ở bên nhau hay như những cậu bé và cô bé thiếu niên tự an ủi bằng lời bài hát hôm nay còn ai sẽ đứng lên vì tự do của chúng ta nếu không phải bạn nếu không phải tôi hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt thực sự đã tạo nên những con người ukraine kiên cường nhắc nhở người dân trên thế giới những bài học về lòng dũng cảm và sự tự tin vượt qua nghịch cảnh sau cuộc tấn công chưa từng có, vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov đã thông báo, Ukraine sẽ tiến hành tấn công ồ ạt vào Nga trong những ngày tới bằng chính vũ khí do chúng tôi chế tạo ra. Trong khi đó, tại lãnh thổ Liên bang Nga, đến hôm nay, những gì còn sót lại của tổng kho nhiên liệu cho quân đội Nga tại Rostov chỉ còn lại khói và một số bồn chứa vẫn còn trong nguy cơ cháy nổ. Kho dầu gồm 72 bể chứa, mỗi bể có dung tích 5.000 tấn. Hiện nay, tuy ngọn lửa không còn bốc cao như những ngày đầu, nhưng vẫn còn âm ỉ, tiềm ở nguy cơ. Những bể chứa còn lại vẫn có khả năng cháy nổ cao, kèm theo những cục khói đen cao hàng chục km. Ngoài ra, trong những ngày hôm qua, Ukraine lại tiếp tục tấn công vào nhà máy lọc dầu Omsk. Theo truyền thông Nga, tổ máy APT-11 đang bốc cháy. Diện tích của đám cháy, theo nhiều nguồn tin khác nhau của Nga, là từ 300 đến 1.000 m2. Theo như truyền thông Nga đưa tin, tổ máy AVT-10 cũng đang bốc cháy. Thông tin về tổ máy AVT-10 tại nhà máy lọc dầu Omsk cho biết, công suất thiết kế cho nguyên liệu thô là 6 triệu tấn mỗi năm. Các sản phẩm thu được là khí đốt, khí khóa lỏng, các phân đoạn xăng, các phân đoạn diesel, dầu khí chân không và hắc yến. Cuộc tấn công bằng dây vi cảm tử này đã không được chính quyền Nga công bố trên truyền thông. Việc nhà máy lọc dầu Omsk cách tiền tuyến khá xa, sắp xỉ 2.500 km khiến người Nga ngày càng lo lắng về khả năng tấn công của Ukraine đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Quay trở lại tình hình trên các mặt trận, tính đến ngày 25 tháng 8, quân Nga vẫn tiếp tục tìm cách phản công các khu định cư của họ ở vùng Kursk. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga cùng lúc tấn công bằng xe tăng, pháo binh và súng cối, cũng như thả bom lượng tìm cách để Ukraine trở lại biên giới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ ở Kolenevo, Oligovka, Kovchuk, Kolomoisky, Buki, Kolo, đồng thời nhiều nơi xảy ra giao tranh ác liệt. Quân đội Ukraine cũng vẫn tiếp tục bao vây nhiều vị trí của Nga tại Komarovka, Kulibaki và Sanjank ở phía nam, tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các vị trí của Nga ở Kluskovo. Hiện đã có tin lữ đoàn 155 của Nga đã bị quân đội Ukraine ép vào đầm lầy và đang bị bao vây. Phía Ukraine thông báo do lữ đoàn này đã sát hại nhiều thường dân, đặc biệt là cả trẻ em và phụ nữ trên lãnh thổ Ukraine, nên quân đội Ukraine đã thề không chấp nhận sự đầu hàng của đơn vị này, đồng thời muốn tiêu diệt hoàn toàn binh lính Nga tại đây. Trong chiều ngược lại, ngày hôm nay, tại các khu vực biên giới ở phía bắc Ukraine, pháo binh và súng cối của Nga đồng loạt phản công. Ngoài ra, quân Nga còn ném bom các khu vực của Ukraine kiểm soát bằng gần 30 quả bom lượng. Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng phòng thủ Ukraine đang ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga và đẩy lùi tổng cộng 13 cuộc tấn công. Bốn cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Bên lính thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine đã phá hủy một hệ thống hỏa tiễn phòng không Strela-10 và một xe tăng T-62 của Nga theo hướng Kramatorsk. Các mục tiêu của kẻ thù đã bị tiêu diệt bởi các thành viên của đơn vị UAV tấn công Phoenix. Theo UK Inform đưa tin, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy một hệ thống hỏa tiễn Tor và một hệ thống hỏa tiễn phóng loạt BM-21 Grad của đối phương ở phía nam Ukraine. Chỉ trong ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, quân đội Nga đã thiệt hại 1.190 binh sĩ trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 5 xe tăng, 11 xe bọc thép chở quân và 47 hệ thống pháo binh của đối phương. Thưa quý vị, theo phân tích của tờ báo The Washington Post, hàng trăm binh lính Nga đã bị bắt trong những giờ đầu tiên khi quân đội Ukraine bắt đầu tấn công vào khu vực Kursk. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc Kyiv tiếp tục tiến hành tấn công vào khu vực Kursk của Nga, trong khi Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine. Tờ báo đã xem xét hơn 130 bức ảnh và video ghi lại sự đầu hàng của quân đội Nga kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và cho biết theo người đứng đầu nhà tù 320 tù nhân Nga đã bị giam giữ tại đây trong 10 ngày đầu tiên của cuộc tấn công của Ukraine trong đó chỉ có 20% là quân nhân chuyên nghiệp còn lại là lính nghĩa vụ vào ngày độc lập lần thứ 33 của Ukraine ngày 24 tháng 8 115 binh lính Ukraine đã được trả tự do khỏi sự giam cầm của Nga và trở về nhà đây là cuộc trao đổi đầu tiên kể từ khi lực lượng vũ trang Ukraine phát động cuộc tấn công ở khu vực Kursk và là cuộc trao đổi thứ 55 nói chung. Các quan chức cấp cao cho biết số lượng binh lính nga bị Ukraine bắt giữ trong 10 ngày qua ít nhất lên đến hàng trăm người. Các tài khoản truyền thông và binh lính Ukraine chưa được xác nhận phần lớn đưa ra con số quân nhân nga bị bắt làm tù binh rơi vào khoảng 1.000 đến 2.000 người và con số này còn tăng lên hàng ngày. Lần cuối cùng Moscow chứng kiến hàng trăm binh lính của mình bị bắt làm tù binh trong chiến đấu là vào năm 1996, trong chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, khi quân du kích trong một cuộc tấn công bất ngờ đã bao vây và tràn vào hàng chục căn cứ đơn vị và vị trí giả chiến của Nga, được triển khai xung quanh thủ đô Grozny của Chechnya. Thưa quý vị, quân đội Ba Lan đã báo cáo về việc không phận nước này bị vi phạm trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn dẫn đường của Nga nhằm vào Ukraine vào sáng ngày 26 tháng 8. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố rằng trong cuộc không kích buổi sáng của Nga vào các thành phố của Ukraine, một vật thể trên không đã xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan gần thành phố Chevonograd của Ukraine và vật thể này là một hỏa tiễn. Thông báo được đưa ra vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương. Tướng Matriklis báo cáo vật thể có khả năng liên quan đến UAV cảm tử hiện vẫn đang được tìm kiếm trên lãnh thổ Ba Lan. Ông cho rằng UAV cảm tử có thể đã rơi gần thị trấn Tisovije, nằm ở phía Ba Lan, gần các khu định cư Chevonograd và Sokol của Ukraine. Thị trấn này nằm cách biên giới Ba Lan, Ukraine khoảng 30 km. Ba Lan đã phải tiếp tục triển khai các chiến đấu cơ ngay sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào sáng ngày 26 tháng 8. Đây là một phản ứng thường nhật sau khi một hỏa tiện của Nga xâm nhập không phận Ba Lan, gần ngôi làng Oshado ở Lublin, Voivodeship khi cuộc tấn công ban đêm của Nga xảy ra vào Ukraine vào ngày 24 tháng 3. Người ta xác định hỏa tiễn đã xâm nhập trong 39 giây. Tướng Matriklis, tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, ông đã sẵn sàng ra lệnh phá hủy vật thể này. Vật thể biến mất sau khi bay khoảng 25 km sâu vào lãnh thổ Ba Lan. Do điều kiện khí quyển, tôi không thể ra lệnh bắn hạ nó. Ông cho biết thêm. Chuyển sang các tin tức tại Trung Quốc, Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vào hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, chính quyền Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi Hoa Kỳ trừng phạt các công ty Trung Quốc bị phát hiện đang hỗ trợ quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Vào hôm 23 tháng 8, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào gần 400 thực thể và cá nhân hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga một số công ty Trung Quốc bị Hoa Kỳ trừng phạt đã bị phát hiện, đã và đang bán phụ tùng máy móc và thiết bị công nghệ như chip được sử dụng trong thiết bị quân sự vốn đã bị đưa vào danh sách đen. 42 công ty Trung Quốc sau đó bị đưa vào danh sách hạn chế thương mại của Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ đầu đã đứng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, tìm cách lạng tránh khi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc công nhận chủ quyền của các quốc gia và ngừng hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Bộ Thương mại Trung Quốc mô tả các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với các công ty Trung Quốc là hành động sai trái, đồng thời chỉ trích các lệnh trừng phạt này đã được thực hiện với lý do liên quan đến Nga. Theo Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung của Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ từ chối ngừng hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, mà còn tìm cách phá hoại các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Nga. Ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, phi cơ quân sự của Trung Quốc được xác nhận đã vi phạm không phận ngoài khơi quần đảo Danijo và tỉnh Nagasaki. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã cho biết sự kiện diễn ra vào lúc 11 giờ 29 phút vào thứ Hai ngày 26 tháng 8 và nói rằng Nhật Bản đã điều động các chiến đấu cơ phản lực theo chế độ khẩn cấp. Chiếc Y-9 đã thu thập thông tin tình báo xâm nhập không phận của Nhật Bản trong khoảng 2 phút, theo tuyên bố của Bộ cho biết. Hiện chưa có bình luận từ phía Trung Quốc truyền thông của Nhật Bản đã miêu tả đây là lần đầu tiên các phi cơ quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập vào không phận của Nhật Bản. Để đối phó với vụ việc này, Thứ trưởng Ngoại giao là Masataka Okano đã triệu tập quyền đại sứ của Trung Quốc tại Nhật Bản vào cuối ngày thứ hai và kêu gọi phản đối kiên quyết với quan chức này cũng như kêu gọi các biện pháp chống lại sự tái diễn. Nhà ngoại giao của Trung Quốc đã trả lời rằng vấn đề sẽ được báo cáo cho Bắc Kinh. Các tàu Nhật Bản và Trung Quốc trước đó đã tham gia vào các sự kiện căng thẳng ở các khu vực tranh chấp, đặc biệt là quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, được Bắc Kinh gọi là đảo Điếu Ngư. Trong quá khứ, hai phi cơ quân sự từ Trung Quốc, một chiếc có cánh quạt và một chiếc không người lái nhỏ, đã được xác nhận là xâm nhập vào không phận của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku vào năm 2012 và 2017, theo đài NHK cho biết thưa quý vị iran vào hôm thứ hai đã ca ngợi cuộc tấn công bằng uav cảm tử và hỏa tiễn của nhóm hezbollah từ lebanon vào lãnh thổ của israel đồng thời nói rằng kẻ thù không đợi trời chung của họ đã mất khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực trung đông đang gia tăng lãnh đạo của hezbollah là hassan nasrallah vào hôm chủ nhật đã cho biết nhóm này được Tehran hậu thuẫn tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel nhằm vào căn cứ Giliot, căn cứ tình báo quân sự chính của Israel tại đây. Quân đội của Israel cho biết cơ sở này đã không bị tấn công. Trong khi đó, Ngoại trưởng của Iran là Abbas Arachi đã nói chuyện với người đồng cấp của Italia là Antonio Tanjani. Ông đã nói với Tanjani rằng phản ứng của Iran đối với vụ sát hại thủ lĩnh Hamas ở Tehran là chắc chắn và có tính toán. Chính phủ của Israel chính thức đã từ chối bình luận về cái chết của ông Hanieh, nhưng cuộc không kích này được thừa nhận rộng rãi là một hoạt động của Israel cả trong và ngoài nước. Iran không tìm cách gia tăng căng thẳng, tuy nhiên họ không sợ điều đó. Ông Arachi nói với người đồng cấp Italia của mình qua điện thoại và cho biết phản ứng của Iran là chắc chắn có tính toán và chính xác. Israel trước đó đã thề sẽ sát hại tất cả các nhà lãnh đạo Hamas sau vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và các cơ quan tình báo của nước này đã thực hiện các vụ sát hại bí mật bên trong Iran, chủ yếu nhắm vào các nhà khoa học làm việc trong chương trình hạt nhân của Iran. Thưa quý vị, Thủ tướng của Canada, ông Justin Trudeau vào hôm thứ hai, ngày 26 tháng 8 đã công bố mức thuế là 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Tương tự các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn dòng xe được nhà nước trợ cấp của Trung Quốc tràn vào khu vực Bắc Mỹ, cáo buộc Trung Quốc, một trong những quốc gia xuất khẩu xe điện lớn nhất trên thế giới, đã không tuân thủ cùng luật lệ như các quốc gia khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn môi trường và lao động. Ông cũng công bố một mức thuế phụ thu 25% đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc lần lượt là 100% và 38%. Ngành sản xuất xe hơi của Canada đã sử dụng hơn 125.000 lao động. Ottawa đã rót hàng tỷ đô la vào việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang xe điện và củng cố nguồn cung cấp pin điện trong nước. Tại một cuộc họp báo ở Halifax trên bờ biển Đại Tây Dương của Canada, Thủ tướng Trudeau đã cho biết tình trạng sản xuất quá mức xe điện của trung quốc và trợ cấp của nhà nước này cho ngành xe hơi đã yêu cầu chúng ta phải hành động nếu chúng ta không muốn tham gia vào cuộc đua xuống đáy chúng ta phải đứng lên và đó là những gì chúng ta đang làm ông nói trong một tuyên bố khác chính phủ canada đã gọi thuế quan là phản ứng đối với mối đe dọa phi thường này ngoài ra Canada cũng sẽ hạn chế điều kiện hưởng ưu đãi xe điện đối với những xe được sản xuất tại các quốc gia mà Canada có thỏa thuận thương mại tự do, trong đó không bao gồm Trung Quốc. Thưa quý vị, luật mới của Taliban đã cấm phụ nữ phát biểu hoặc lộ mặt khi đi ra khỏi nhà, đã bị Liên Hợp Quốc lên án và các nhóm nhân quyền phản đối dữ dội. Vào tuần trước, Taliban đã công bố một loạt luật mới về tệ nạn và đức hạnh được lãnh tụ tối cao là Habatula Akhunzara phê duyệt, trong đó nêu rõ phụ nữ phải che kín toàn bộ cơ thể bao gồm cả khuôn mặt bằng quần áo dày mọi lúc, mọi khi ở nơi công cộng để tránh dẫn dắt đàn ông vào sự cám dỗ. Luật mới cũng nêu rõ, bất cứ khi nào một phụ nữ trưởng thành rời khỏi nhà vì một lý do bắt buộc, cô ấy phải có nghĩa vụ che giấu giọng nói và khuôn mặt cũng như cơ thể của mình từ nay trở đi phụ nữ của afghanistan cũng không được phép nhìn trực tiếp vào những người đàn ông không có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân với họ và đồng thời tài xế taxi sẽ bị phạt nếu họ đồng ý chở một người phụ nữ không có người đàn ông đi cùng những phụ nữ hoặc trẻ em gái không tuân thủ có thể bị bắt giữ và trừng phạt theo một cách thức phù hợp do các quan chức của taliban chịu trách nhiệm và thực thi một luật mới cho phù hợp những hạn chế này đã bị lên án bởi Rosa Atunbayeva, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan. Bà cho biết, chúng mở rộng những hạn chế không thể chấp nhận được đối với quyền của phụ nữ và trẻ em gái mà Taliban đã áp đặt với họ kể từ khi lên nắm quyền vào hồi tháng 8 năm 2021. Trong khi đó, bà Sukriya Barakzai, cựu nghị sĩ của Afghanistan, từng là đại sứ của Afghanistan tại Naui, đã đồng ý rằng sự im lặng của cộng đồng quốc tế trước sự đàn áp của Taliban đối với 14 triệu phụ nữ và trẻ em gái của Afghanistan đã góp phần vào việc hình sự hóa cơ thể và tiếng nói của phụ nữ. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây sẽ được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.